Thưa quý vị, một người phụ nữ sống ở Hà Nội và đã đi du lịch chơi rớt xuống vực sâu 7 ngày sau được cứu lên và trở về nhà bình an. Đây là một kỳ tích mà trong những ngày qua được cộng đồng cũng như báo chí đặc biệt quan tâm trong vụ việc này. Và sau đây tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết về cái điều kỳ tích đã xảy ra trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Đối với một người phụ nữ như thế này. Nhận được cuộc gọi báo rằng vợ bị ngã xuống vực sâu khi đi chùa Đồng Yên Tử, suốt 7 ngày và được cứu sống, ông Hoàng Phúc Khánh bàng hoàng nửa tin nửa ngờ. Ngày 27 tháng 4 vừa qua, Bà Nguyễn Thị Bích Liên sinh năm 1963 ở Mỹ Đình, Tử Liêm, Hà Nội Đã đi chùa Yên Tử, Quảng Ninh Rồi không may ngã xuống vực sâu khoảng 30 mét Đến ngày mùng 3 tháng 5 Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử thông báo đã cứu được bà Liên Trước đó, hai ngày sau khi bà Liên mất tích Ông Hoàng Phúc Khánh, 65 tuổi, chồng của bà Liên Đã tỉnh báo với công an trong đơn trình báo ông Khánh viết Sáng ngày 24 tháng 4 Bà Liên đi khỏi nhà bằng chiếc xe máy màu vàng Khi đi bà mặc quần áo đen Bà Liên cao 1m57 Sức khỏe và tâm thần bình thường Hàng ngày bà Liên vẫn đưa đón hai người con sinh đôi đang học lớp 9 Khi bà Liên mất tích Ông Khánh chỉ nghĩ rằng Vợ đi xe máy loanh quanh ở Hà Nội Tuy nhiên Khi ông Khánh gọi điện cho bạn bè Người thân để tìm vợ thì đều không có thông tin ông khánh dần cảm thấy lo lắng bổn trồn tôi chờ mãi không thấy vợ về thì sốt ruột đi trình báo công an tôi cũng nhờ bạn bè đi tới các bệnh viện để hỏi thăm nhưng không thấy vợ ông khánh nói thêm không còn cách nào khác ông nhờ con gái ở bên đức trích các thông tin của vợ trong máy tính để truy tìm dấu vết ông khánh tiết lộ con gái nói mẹ có một số món nợ nhỏ Thời điểm đó do quá rối trí nên ông Khánh thậm chí đã cho rằng vợ bỏ đi do nợ nần. Có lúc ông lại đoán vợ đã bị đòi nợ nên sợ hãi phải bỏ trốn. Vì thế, khi nhận được cuộc gọi thông báo là tìm thấy bà Liên mất tích 7 ngày vì ngã xuống vực sâu, ông Khánh ban đầu còn không dám tin, cho rằng cuộc gọi đó là do chủ nợ giàn dựng. Tôi chưa tưởng tượng ngã ở yên tử như thế nào chưa tưởng tượng sâu đến mức không về được vì tôi chưa lên đó bao giờ tôi nghĩ là ngã xuống dốc thì kiểu gì cũng tìm được đường lên tôi nghĩ rằng biết đâu chủ nợ biết tôi đang tìm vợ lừa tôi đến đấy để lấy tài sản ông khánh nhớ lại thế nhưng sau khi gọi video ông khánh đã xác định được đó đúng là vợ và rất vui mừng ông vội gọi điện thông báo cho toàn thể gia đình rằng đã tìm được bà liên tôi không bị chuyện để câu lại. Về phần mình Nhớ lại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn Bà Nguyễn Thị Bích Liên cho hay Tôi lên đến chùa Đồng Rồi và định xuống Đang ngồi nghỉ trên một phiến đá Phiến đá đó rộng Nhưng sát bờ vực Tôi nghĩ có lan can Nên không việc gì Nhưng khi đứng lên Thì tôi bị choáng Chóng mặt Và lộn nhào Ngã xuống Cũng theo bà Liên Khi tỉnh dậy Tôi thấy mình nằm trên một khe đá Đầu gối lên một cái rễ cây Toàn thân ướt hết và nằm gọn trong khe Nghe thấy tiếng người Tôi định kêu cứu thì lại đứng lên Túi rác Túi rác bồng bệnh khiến tôi lại bị tụt xuống Tụt xuống lần hai Bà Liên bị mắc chân vào khe đá Theo lời kể của bà Liên Loay hoay một hồi bà mới rút được chân ra Nhưng bám phải vào một cái cây giòn bị gãy Nên tiếp tục bị tụt xuống Tại đây Bà liên ngã xuống một bãi rác lớn sát vực thẳm Kêu cứu nhiều lần Nhưng không ai nghe thấy Bà Liên chỉ còn cách tự động viên bản thân Cố gắng sống sót để sinh tồn Bà Liên cho biết Tôi chia cơm cháy ra từng mẫu nhỏ Mỗi ngày tôi ăn một mẫu bằng ngón tay cái Khi thấy bụng đói Tôi cũng phát hiện được hai loài cây Là ngải cứu rừng và dương sỉ Ngoài ra một cây giống cây cỏ cho bỏ ăn Tôi cũng bẻ ra ăn giống mía nhưng không có vị gì. Bà Liên cũng tìm nhiều cách để thoát ra khỏi vực sâu. Bà Liên tiết lộ, xem phim tôi thấy bám vào dây leo tụt xuống nên đã tìm dây leo. Tôi cũng dùng que tre để kéo rác xuống lót chân. Xong phải đến 9 giờ 15 ngày mùng 3 tháng 5, sau 7 ngày bị rơi xuống vực sâu, do thời tiết không còn mưa, gió cũng giảm nên các lực lượng quản lý mới nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Liên và phối hợp tổ chức tìm kiếm trong suốt khoảng thời gian đó vợ ông khánh cũng đã thừa nhận việc này không phải tôi bịa ra tôi không có lý do gì để bịa tôi kể chi tiết để ai vào hoàn cảnh như tôi thì có ý thức sinh tồn để sống chứ không phải bịa ra để câu like tôi đang sống yên ổn không cần làm như vậy bà liên cũng khẳng định tôi cũng không muốn tung tin bịa đặt để gia đình bị khủng hoảng tôi chỉ có sai lầm là đi vài ngày mà không thông báo với chồng. Theo lời kể của bà Liên, ngay từ lúc rơi xuống bà đã không ngừng kêu cứu nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đáp lời do lúc này có mưa và gió. Sau đó hai ngày rồi ba ngày, ngày kêu cứu cũng không được. Đêm kêu cứu cũng vô vọng nên bà cũng bắt đầu hoảng loạn. Nhưng rồi bà nghĩ bản thân đứng trước ranh giới sống hay chết rồi thì cứ cố gắng bảo toàn tính mạng được ngày nào tốt ngày ấy nếu không cũng coi như số phận cứ như thế ngày qua ngày bà liên vẫn tiếp tục tìm kiếm đồ ăn nhặt nhạnh từng chai nước dư quả chanh còn dở che chắn bảo vệ bản thân trước thiên nhiên thời tiết và chờ đợi những vết thương bị khi rơi xuống bà cũng tìm lá tự đắp cho lành cho đến hôm qua trong lúc bới rác tôi kiếm được cái lon bằng inox mà người ta hay mang trẻ đi uống Thế là tôi bắt đầu dùng nó Dùng để gõ vào cùng kêu cứu Sáng sớm nay Ngày 3 tháng 5 Tôi thức dậy lại tiếp tục gõ Gọi và ơn trời Đã có một cán bộ của ban quản lý Di tích và rừng quốc gia yên tử Tên mạch nghe thấy Lúc anh ấy hú lên đáp trả Nghe tiếng hú mà tôi mừng quá Biết là mình đã sống rồi Nên càng cố hết sức để kêu cứu Bà liên kể lại Ngay trong buổi sáng Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử đã phối hợp với nhà chùa và các đơn vị cá nhân tổ chức tìm kiếm và cứu được bà Liên tại khu vực chùa Động, Yên Tử. Bà Liên sau đó đã được kiểm tra sức khỏe cẩn thận. Chiều cùng ngày, Ban Quản lý Di tích rừng quốc gia Yên Tử đã điều xe ô tô cùng hai cán bộ đưa bà Liên trở về với gia đình tại Hà Nội. Bà Liên vô cùng xúc động, bày tỏ sự cảm ơn đến lực lượng cứu nạn đã cứu giúp, tặng quà và tổ chức đưa bà về đến tật nhà Vâng, thưa quý vị và các bạn Câu chuyện này đã xảy ra Đúng là một kỳ tích đối với một người phụ nữ như thế này Và trong những ngày qua Được cộng đồng đặc biệt rất là quan tâm Cũng mong rằng quý vị lắng nghe, bình luận và chia sẻ rất chân thành Cảm ơn